Con rất hay bị bóng đè làm cho con ngủ không được yên giấc, tinh thần sa sút. Đợt này con lại bị bóng đè, kể cả ở nhà hay nghỉ trưa ở nơi làm việc, trong lúc bị bóng đè con thường thấy một người nam hoặc nữ ôm chặt con. Cũng có vài lần con gặp bạn bè thân thiết, con cảm thấy rõ rệt người bạn có vong theo. Từ hình hài đến độ tuổi con đều thấy rõ. Và đến tối con lại bị bóng đè, hay đang ngủ thì nghe thấy tiếng gọi hoặc gõ cửa phòng. Khi con nói với người bạn đó và người bạn đó đi tìm các thầy khác giúp thì con không còn hiện tượng đó nữa. Con kính bạch thầy, xin thầy chỉ cho con phải làm thế nào để con không bị các hiện tượng trên xảy ra nữa ạ. Con đội ơn thầy ạ. Dạ con bạch thầy, đây là câu hỏi của con gái, của con gái con. Vì cháu công việc nên không lên dự pháp hội được ạ. Hỏi cho con gái. Nhưng trên cứ nói như thật, con hay bị bóng đè. Đến cuối thì mới nói ra là gì? Là con hỏi thay cho con gái. Bảo là con gái của con hay bị bóng đè. Cái gì đó cho nó rõ ràng. Thôi cái trường hợp này thầy xin trả lời nhanh như thế này. Cái trường hợp hay bị bóng đè này có mấy cách. Mấy cách là gì? Cách thứ nhất, nếu mà do thân thể mà ốm đau bệnh tật, do mình nằm cái bên tim mình xuống thì hay bị bóng đè, thì nằm quay lại bên trái xuống, bên phải xuống bên trái lên, giống như thế nằm cát tường của Đức Phật đó, thì nó sẽ đỡ bị bóng đè, ngủ sẽ ngoan giấc hơn. Những vị nào mà yếu yếu, mệt mệt hay xảy ra cái chuyện như thế thì chúng ta nằm nghiêng bên phải xuống, bên trái lên. Thế thì hết cái hiện tượng đó thôi. Đấy là trường hợp do gì? Do cơ địa, do thân thể của chúng ta thì làm cái đó hết. Những trường hợp như đưa câu hỏi này, thấy là vị này có thể nhìn thấy cả vong hay cả gì gì đó vân vân, thì cái này nó liên quan đến tâm linh rồi, liên quan đến nhân duyên, đến tiền kiếp rồi. Cho nên cái trường hợp này thì phải có sự tu tập mới được. Vì này phải nên học đến một câu thần chú, chuyên trì một câu thần chú ngắn ngắn thôi, có thể chú chuẩn đề hoặc là chú lục tự đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng cũng được. Một câu thần chú đó phải thuộc lòng, nằm ở trong tâm. Mỗi khi nghe người khó chịu hay nghe người hoặc là thấy cái gì đó, liền là chỉ câu thần chú đó, một lòng một dạ chỉ câu thần chú đó, chỉ trong tâm cũng được, chỉ nhầm ở trên môi cũng được, không cần phải chỉ lớn ra tiếng đâu. Lúc nào ở nhà chúng ta mà cần chỉ ra tiếng thì chỉ ra tiếng. Đặc biệt cũng nên thì học thuộc đại bi thập chú, khóa lễ sáng tối hàng ngày, trừ những hôm bận bịu công việc quá thì có thể bỏ qua. Trường hợp này không tu thì không được đâu, phải tu thì mới có công đức thì mới được. Nên tụng thiên và tụng kinh phổ môn. Trường hợp này nên thiên và tụng kinh phổ môn. Thỉnh thoảng cũng nên tụng kinh địa tạng hồi hướng cho oan gia trái chủ nữa. Còn lấy chú đại bi và kinh phổ môn là cái pháp tu căn bản cho vị này. Đặc biệt nên học được một câu thần chú nào mà yêu thích, ngắn ngắn thôi. Chú chuẩn đề chẳng hạn, hay là chú tiêu tai cát tường thần chú chẳng hạn, hoặc là chú lục tự đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng chẳng hạn, vân vân, đều được cả. Một câu thần chú đó để mỗi khi có cái khăng khác trong người thì nên chỉ, thì là dần dần nó sẽ ổn thôi. Và cái trường hợp sử để mấy bóng đè thì cũng có mấy cách mà ngày xưa người ta thường làm. Ví dụ lấy một cái con dao phải dùng rồi nhé. Con dao người ta dùng rồi nhưng mà ở ngoài lưỡi nó gì thì mình mài mài lại cho nó bớt sắc đi. Không có sợ đến tối là mộng du lấy con dao đấy để đuổi chồng thì chết toi, đuổi người thân thì chết toi. À, thì làm cho nó bớt sắc đi. Không, thầy nói thật đấy. Lấy con dao đó để lên các Phật tử chúng ta mà có thờ Phật, thần linh gia tiên chúng ta để lên trên ban thờ chúng ta, hoặc là để dưới một cái đôn hay cái gì đó. Chúng ta lấy cái vải đỏ chúng ta để vào cái đĩa,
Chúng ta cho cái con dao lên trên, chúng ta chỉ cho 108 biến đại bi, sau đó để lên trên đầu giường ấy, đầu giường để xuống giấy chiếu ấy. Cái trường hợp đó cái tâm linh ấy, thầy hướng dẫn cũng có khá nhiều người họ giải quyết được cái vấn đề đó. Đấy các cụ ngày xưa gọi là cái hẻm, dùng cái hẻm, hẻm nhưng mà kết hợp với gì? Với Phật Pháp. Để lên nó chỉ 108 biến đại bi thập chú vào, không cho lên, để lên trên cái miếng vải đỏ, đặt cái dao lên trên miếng vải đỏ, không chỉ. Nhưng nhớ là cái dao đó nên mài nó gì? Nó cùn cùn đi một chút. Đấy, đến đó. Mà đặc biệt là nhà mà có trẻ con thì phải cẩn thận. Cái đấy cũng phải nên cẩn thận cả những cái an toàn nó nữa. Cái trường hợp đấy cũng được. Hoặc một cái trường hợp nữa thì cũng có khá nhiều người mà bị bóng đè như thế này. Thì có mấy cách. Cái cách thứ nhất nó đơn giản hơn. Đó là thỉnh cái miếng ngọc bội có cái chữ án hoặc án mani bát minh hồng á, đeo thì nhiều người cũng cũng khỏi. Hoặc có những trường hợp là thỉnh cái miếng ngọc lớn á, để vào trong cái gối, để vào trong gối ngủ của mình á, tức là cho cái gối ngủ của mình ấy ra cho vào trong á. Nhớ bao giờ mà thay gối thì phải lấy lại cái ngọc, cái miếng ngọc cái đó để cho vào trong ấy. Có cái miếng ngọc lớn lớn á, cái sinh khí nó lớn, nó nhiều sinh khí để vào đó thì âm khí nó cũng không gì, không xâm nhập để hại được chúng ta. Cũng có một số những người thỉnh cái miếng ngọc để vào trong gối, cái miếng ngọc dày dày to to để vào trong gối thì cũng hết. Thậm chí là ngày xưa đâu mấy năm trước, năm 2019 hay sao, 2018, 2019 đúng không, khi mới làm ngọc có cụ ở dưới Hạ Long, không biết bây giờ còn hay lên không. Lâu lâu rồi thầy cũng không biết còn hay lên không. Cô bảo bị bệnh tim. Bị bệnh tim phải uống thuốc đó, hơn 20 năm, gần 30 năm rồi. Không lúc nào rời thuốc. Nhưng khi nghe thầy giảng này, cụ từ dưới Hạ Long, cụ đi lên, cụ thỉnh miếng ngọc về, miếng thì cụ đeo ở trên người. Cái vòng, cụ đeo cái vòng ở trên tay á. Lúc rỗi thì cụ lấy ra niệm Phật. Bình thường cụ lại đeo như là vòng trang trí để làm đẹp á. À, còn lúc bình thường cô lại lấy ra của niệm Phật, lần niệm Phật. Rồi cô thỉnh cái miếng ngọc cô treo ở nhà, rồi để ở trong gối. Thế là tự nhiên cô không biết là tâm linh kiểu gì, hay là tâm cô thấy hoan hỷ cho nên bệnh nó tự khỏi, cái này thì mình cũng không biết được. Nhưng điều quan trọng từ hôm lên cô thỉnh về một cái là cô không phải uống thuốc nữa, ăn được, ngủ được. Trong từ đó cụ cứ đi lên, cứ vài bữa cụ lại, ngày đến nó còn hiếm làm không đủ. Cho nên cứ phải chờ, các Phật tử cứ phải chờ mới có. Cho nên cứ vài bữa cụ lại lên, cụ thỉnh hết cho bạn bè họ hàng, nội ngoại gần xa rồi. Thì cụ thấy chính, cụ thấy khỏe mạnh. Đấy cũng là một cái phương pháp. Cho nên nó có nhiều phương pháp để giải quyết cái vấn đề ngủ bóng đè ấy. Hoặc là về phong thủy thì nếu mà ở nhà chúng ta ngủ mà ở trên thẳng trên người chúng ta, nó cắt ngang một cái xà nhà hoặc là cái dầm nhà thì chúng ta thì làm cái trần vào là hết mà, làm cái trần vào, làm cái trần nhựa vào để cho không nhìn thấy cái xà đó nữa. Đây là về phong thủy học, có nhiều cách để đối trị cái vấn đề đó. Và đặc biệt là gì, mình cũng phải tu tập để có công đức nữa. A Di Đà Phật. Thế đây trở lại cái trường hợp Phật tử ấy này, thì hỏi đấy, thì lúc làm nhà có chặt cái cây to ở gần nhà không? À, con bạch thầy thì năm 2018 con nhà con làm nhà có chặt cái cây lát ở ngay cạnh cửa nhà. Cây to không? Cây đấy là được trồng được mười mấy năm rồi thầy ạ. To đúng không? Vâng. Rồi. Thôi thì bây giờ về con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 7 ngày để hồi hướng cho người ta nhé. Xong rồi nói hồi hướng cho khấn với người ta, bảo là thầy thích nhà chùa Khai Nguyên, nói rằng cũng đem công đức tu tập để hồi hướng cho các vị hoan hỷ để đi về trên rừng, trên núi để ngự, hoặc là đến một cây to đá lớn nào để ngự, để gia đình xin đem công đức tu tập tụng kinh Địa Tạng 7 ngày để hồi hướng cho người ta.
Rồi, hết. Chỉ cần thế thôi là hết nhá. Ra Tết xuống đây lễ là ngon lành. Đang về thì vợ chồng cũng phải chịu khó tụng kinh con nhá. Để chịu khó tụng kinh là ổn thôi nhá. Ra Tết xuống đây khóa lễ đầu năm thì hỏi xem khỏi chưa. Làm được như thế thì đảm bảo là khỏi. Bảo lãnh cho nhá. Trường hợp ở vùng sâu vùng xa các cụ hoan hỉ cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, tên con là Vũ Thị Nguyên, pháp danh Diệu Nguyên. Con là dâu trưởng của đạo tràng, của dòng họ quen. Con là con dâu trưởng của dòng họ. Trong gia tộc con có những sự việc như sau. Kính cầu thầy chỉ dạy cho chúng con. Sự việc là em dâu con đi xem gia sự, họ cho biết các cụ nhiều đời trước đã phá đình làng. Hậu báo các đời sau như sau: những người nam trong gia đình tuổi thọ thấp, chỉ từ 50 đến 60. Cách đây 3 năm, trong nhà có 3 anh em ruột tuổi từ 50 đến 60 chết. 3 năm, 3 người. Và cách đây 4 năm, có cháu trai chết trẻ. Các đời trước, các cụ cũng chết non. Con trai trưởng của con sinh năm 1980, có học, có nghiệp duyên, có nghiệp duyên, có nghiệp duyên môn đại học. Biết nó cũng không rõ lắm đâu. Mọi việc bình thường, tức là có học, có nghề nghiệp, chắc là thế. Mọi việc bình thường, nhưng gần đây tình trạng tâm thần không bình thường, hay ốm đau, nay đang nằm viện, chưa khám, chưa phát hiện ra bệnh lý, viết chữ hơi khó đọc, hai mắt đỏ ngầu, con trai thứ, vợ chồng lục đục, đang đòi bỏ nhau. Bản thân con từ khi chồng con chết năm 2020, tình trạng tâm thần của con thay đổi nhiều lắm. Lúc nhớ lúc quên, hiện nay quên nhiều. Con kính mong thầy chỉ dạy cho gia đình con phương cách giải nghiệp. Con kính cảm ơn thầy, kính chúc thầy mạnh khỏe, giáo hóa độ sinh được lợi lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái trường hợp này thì Phật tử này về cũng hỏi lại các cụ cao niên ở trong dòng họ hay trong làng xóm xem có phải ngày xưa các cụ nhà mình phá đình phá chùa thật không. Nếu mà phải phá đình phá chùa thật thì cái này cũng là gì, là có lý đấy. Người ta xem, người ta phán như vậy là cũng có lý đấy. Nếu phải đúng như vậy thì bây giờ mình cũng phải tương tự, là trong chi họ thì cũng phải đóng bè tập phúc, không làm được lại cả cái đình cái chùa như ngày xưa thì mình cũng phải phát tâm lấy một, nếu mà phá đình thì phát tâm lấy một cái bát hương, một bộ đỉnh hương lư hương bằng đồng á, bằng đồng á, và phát hương phát tâm lấy một cái con, một đôi hạc lớn. Cái đôi hạc đồng để thờ lớn ở trong đình nó phải gì? Cao phải đến hơn mét, mét rưỡi ấy, gì đấy. Nó phải vài chục triệu, có thể gần 100 triệu gì đó. Như vậy cả cái chi họ tập trung vào phát tâm lên một cái đôi hạc để mà sám hối. Thì hạc là gì? Nó tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho lão, tượng trưng cho gì? Thọ mạng lâu dài. Cho nên trong chi họ đang cái con trai là thường là gì? 50-60 tuổi là mất như thế. Thì về nên làm cái điều đó. Nếu có điều kiện thì làm trước Tết thì càng tốt. Không thì ra Tết cũng được. Năm rộng tháng dài, chi họ, anh em, chi họ bàn nhau lại, mỗi người một chút. Đi đến những cái nơi họ làm, nhớ được ngày xưa phá cái đình ở đâu, mà ra đấy xin cúng chúng vào cái đình đó được là tốt nhất. Không thì cứ đình làng là cũng được đó. Nhớ được cái phá đình nào thì đến đình đó là tốt nhất. Không thì ra đình làng hoặc là đình gần nhất thì cũng được. Đó, tùy duyên. Đấy, cái trường hợp này khuyên như vậy. Còn đứa con trai mà như thế thì thôi cứ xem đến 27 hoặc 28.
hỏi các sư xem cái lịch của thầy như thế nào thì đưa lên. Lúc đó chắc cái bệnh viện nó cho về nghỉ rồi thì tạt qua đưa lên đây để xem nếu nó có liên quan đến tâm linh thì thầy giúp được gì thì thầy giúp để về ăn Tết cho nó ngon nhé. A Di Đà Phật. Một Phật tử nó hỏi: con bạch thầy, con được giấu tên, con xin hỏi thầy, nhà con đang ở đất An Tự, ngày trước các cụ có dựng bia ghi ngày dỗ các cụ và dựng ở góc nhà. Nay chúng con đã làm bài vị ghi ngày dỗ các cụ và đặt lên ban thờ. Con xin được hỏi thầy, nay chúng con bỏ cái bia đá đó đi có được không? Và bỏ đi đâu cho nó được tốt ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Ở cái bia ấy, các cụ đã làm rồi. Nếu làm bằng đá hoặc làm bằng cái chất liệu khắc chữ lên để chỗ góc nhà thì thầy nghĩ là cũng không nên bỏ nữa. Bỏ đi đâu? Không nên bỏ. Nếu mà làm cái bia các cụ ấy thì cho vào cái tường góc thì bên cái góc nhà thờ đấy cũng được. Còn cái bia đá thì mình cho gọn nó vào sát với cái tường ấy thì cũng được. Chứ cái này cũng không nên bỏ đi. Các cụ đã làm, đã khắc ghi tên lịch đại ra tiền các cụ nhà chúng ta đến đó rồi bỏ đi đâu, không nên. Nhìn nó có thể là hơi chướng hơi ấy một chút cũng được, cũng không sao. Vì cái việc tâm linh nó khó nói lắm. Nên chúng ta làm mà không chuẩn chỉ, không có cái sự lễ kính các cụ, đem vứt, đem bỏ đi đâu đó mà làm sao đó thì lại khổ ra. Thế nên trường hợp này thầy khuyên là không nên bỏ. Có thể để cho gọn gàng vào một cái chỗ nào đó ở trong góc nhà đó để cho nó hoan hỷ. Phật tử nó hỏi: con Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy hoan hỷ cho con hỏi. Con trai nhà con tên là Vũ Viết Cường, sinh năm 1989. Tự nhiên cháu bị ba bước tiến, ba bước lùi. Sau cháu mua gà về bắt mẹ thắp hương. Bây giờ cháu không muốn tiếp xúc với mọi người. Cháu bị từ năm 2009 đến giờ là 13 năm rồi. Con đã đi lễ ở nhiều nơi nhưng không khỏi. Hôm nay nhân duyên giúp con đến chùa Khai Nguyên để gặp được thầy giúp đỡ gia đình chúng con. Bây giờ không biết trường hợp này còn đi được không? Nếu mà đi được thì hôm nay đi hoặc là ra Tết, khóa lễ ra Tết đầu năm, đầu xuân năm mới, cho con xuống lễ Phật xem được không. Nhưng mà thôi, trường hợp này thì tất cả mấy cái trường hợp này, có những cái trường hợp ốm đau như thầy nói đưa câu hỏi này, hoặc ai không đưa câu hỏi thì đến lúc nghỉ giải lao ghi họ tên tuổi địa chỉ rõ ràng vào đó thì đưa cho sư cô Ánh ở trên trực trên khách, trực chi khách thì thầy sẽ cùng với các sư sẽ hồi hướng trước cho nó đỡ đi. Nếu mà do tâm linh thì nó đỡ thì con mới đến được, chứ còn nó không đỡ thì bảo nó đến nó cũng không đến được đâu. Trước đi, gọi là nói nôm na là cho thuốc về uống trước đi. Cho thuốc về uống trước. Đến bao giờ xuống được thì xuống cho con nó xuống để xem thế nào. Cái trường hợp này cũng dễ bị về tâm linh lắm. Cho nên nếu mà uống thuốc Tây hay là đi chữa theo Đông Tây Y thì cũng khó lòng mà khỏi được. Mà kể cả tâm linh bây giờ cũng khó khỏi này, bị từ năm 2009 này, mười mấy năm. Nó mới thì dễ thôi. Mới thì chỉ mấy câu thần chú cho uống bát nước là đập cho vài cái vào đầu nhẹ nhẹ đấy là khỏi thôi. Nhưng mà khổ cái trường hợp này lâu rồi chắc cũng phải mất thời gian, gia đình về chịu khó tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho con nó, rồi lấy nước cúng cho con nó uống. Nếu nó không uống thì cho vào nấu cơm, nấu canh nhé, tự nhiên nó ăn vào, dần nó cũng sẽ ổn dần lại. Rồi bao giờ các cháu nó đến được thầy xem cụ thể xem như thế nào. Phật tử nó hỏi: kính bạch thầy, con là Phật tử ở quê Hà Nam,
có một điều băn khoăn mong Thầy bố thí cho con được hiểu. Chúng con có thành lập một nhóm Phật tử tụng kinh ở nhà theo kinh của Thầy soạn. Khi các gia đình có việc, chúng con đến từng nhà tụng kinh. Ngoài ra, chúng con vẫn lên chùa của quê, nơi con ở. Nhưng Sư Ni nói, không được tụng kinh ở nhà, không được chuông mõ, lại càng không được đọc sớ. Vì ở nhà không có Thiên Long Bát Bộ, tuổi gì mà được đọc sớ. Ý nói là gì? Các bà tuổi gì mà được đọc sớ? Ý thế, ra để Thầy đọc cho. Thầy đọc thì phải có gì? Money, money, money. Như thế là chúng ta đủ biết là gì? Là không ổn rồi. Và Phật tử không được tụng kinh ở nhà. Thế Phật tử tụng kinh ở đâu? Ra chùa. Ra chùa tụng kinh thực sự là tốt. Nhưng mà có phải lúc nào Phật tử chúng ta cũng ra chùa được đâu, đúng không? Chúng ta còn công việc, còn gia đình, còn cuộc sống. Ngày nào cũng ra chùa như các thầy thì chúng ta thành tu sĩ hết rồi. Đâu chúng ta là phải cư sĩ, là Phật tử nữa. Đó. Cho nên một số các quý thầy như thế thì cũng không nên. Không phải tất cả các thầy như thế đâu nha các Phật tử nhé. Một số thôi. Vì họ tu tập chưa đến nơi đến chốn, cho cái sự ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ nhoi, và một vì một cái gì? Cái lợi nho nhỏ mà họ khuyên các Phật tử gì? Sai trái như thế. Phật tử không được tụng kinh ở nhà. Thế thì các hòa thượng, các thượng tọa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các cấp từ Trung ương địa phương, Hoằng pháp làm cái gì? Ban Hoằng pháp Trung ương ấy, Ban Hoằng pháp các tỉnh thành, các quận huyện thành lập lên để Hoằng pháp, để khuyên các Phật tử gì? Tụng kinh niệm Phật, tu tập làm cái gì? Đó. Rồi Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, rồi tỉnh thành, rồi quận huyện vân vân, hướng dẫn các Phật tử gì? Thành lập đạo tràng để tu tập làm cái gì? Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rõ là gì? Cái động cơ của một vài quý thầy. Tôi nói là một vài quý thầy thôi, nó một số nhỏ, rất rất nhỏ thôi các vị. Giống như là gì? Con sâu, con mọt ở trong gì? Ở trong cả cái thùng gạo thôi, cái tải gạo thôi. Chỉ một vài con này, nếu chúng ta gì? Không bắt đi sớm, không bỏ đi sớm thì để lâu nó thành gì? Cả cái tải gạo, cả cái thùng gạo đó thì gì? Mọt nó sẽ ăn hết. Cho nên cái trường hợp này đúng ra thì Thầy cũng không muốn nói đâu. Nhưng mà như thế này thì cần phải nói. Làm người xuất gia mà dạy các Phật tử là không được tụng kinh ở nhà, thế là sai rồi. Lại nói là Phật tử tuổi gì mà đọc sớ. Thế thì hỏng rồi. Thế thì cứ phải ra chùa mới tụng kinh à? Ra chùa sư mới đọc sớ cho được à? Chúng ta ngầm hiểu ở trong đó là cái vị sư này chắc chắn là có động cơ, có mục đích chứ, ẩn chứa đằng sau ở đó rồi. Đảm bảo với các quý vị như thế. Cho nên chốt lại, Thầy khẳng định với các Phật tử chúng ta gì? Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ Trung ương đến địa phương, y kinh, y luật, y Phật sở chế, nương vào lời Phật dạy là gì? Khẳng định với chúng ta là gì? Là các Phật tử chúng ta vẫn đọc kinh, tụng kinh ở nhà, các đạo tràng bình thường được. Và ở nhà, chúng ta vẫn cũng có thể viết sớ và đọc sớ ở tại gì? Ban thờ Phật tại gia, ban thờ thần linh gia tiên tại gia đình ở chúng ta được. Các Phật tử chúng ta vẫn tuyên đọc ở bình thường được, không sao cả. Sớ là gì? Là cái lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên gì? Tam bảo dâng lên, Phật Thánh dâng lên, chư vị thần linh gia tiên chứ mà. Ở nhà không được tụng kinh, không được chuông mõ vì không có Thiên Long Bát Bộ. Vậy Thiên Long Bát Bộ chỉ có trong chùa hay sao? Thiên Long Bát Bộ đâu đâu cũng có. Tâm chúng ta thành kính, chúng ta thỉnh các ngài đến để chứng minh, thì các ngài đều có thể thị hiện được tất cả các nơi. Nơi nào chúng ta đến được thì nơi đó các ngài cũng sẽ đến được. Thậm chí nơi nào chúng ta không đến được nhưng các ngài vẫn có thể đến được cơ mà. Đó, chúng ta nên nhớ cái điều đó.
Cho nên khẳng định với các quý vị là cái vị thầy nào mà dạy chúng ta như thế là có động cơ, có vấn đề sâu sắc ở đằng sau, những cái lời khuyên như thế. Những cái vị sư như thế thì tốt nhất chúng ta gì cũng không nên gần gũi nữa. Chúng ta đi xa hơn một chút, có thể lên xã trên, xã dưới, tìm một cái ngôi chùa khác các thầy hoan hỷ hơn để chúng ta ra chúng ta tụng kinh lại hộ pháp cho chùa. Thế không cứ là các vị phải lên chùa Khai Nguyên đâu, Khai Nguyên nó xa. Năm một vài lần đến pháp hội được rồi, hoặc không đến thì cũng không sao. Đất vua chùa làng, Phật chung cảnh riêng, các vị ở gần ở đâu thì đi ở đấy. Miễn là các vị nghe pháp và các vị áp dụng và tu tập để trở thành một Phật tử chân chính, hiền lành, đức độ là chúng tôi hoan hỷ, chúng tôi vui rồi. Các vị quy Tam Bảo ở đây là về chùa làng để tu, để làm Phật sự cho các hộ pháp, cho các thầy ở địa phương. Chúng tôi cũng rất hoan hỷ, rất tán thán và rất mong muốn cái điều đó đối với các quý vị, không sao cả. Chứ không có nghĩ là quy ở đây là phải đến đây, nhất nhất phải đến đây, không đến ở nơi nào. Thầy không có cái quan điểm ấy, và cũng không khuyên chúng ta như thế. Các vị cứ gần ở đâu đi ra đó, nơi đó là chính hộ pháp cho các thầy, hộ pháp cho địa, các chùa địa phương. Chúng ta gần chúng ta thì càng quý. Còn ở đây thì nó xa xôi, thỉnh thoảng có pháp hội lớn hay có lễ lớn chúng ta đến được thầy trò gặp nhau hoan hỷ thì quý, mà không đến được cũng không sao, cứ nghe pháp mà tu là được rồi. Đó. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, con là Phật tử ở huyện Đông Anh, con muốn hỏi thầy một câu hỏi, mong thầy hoan hỷ trả lời cho con cùng nhiều Phật tử huyện Đông Anh chúng con được biết. Ngày mùng 10 tháng 12 âm lịch, con ở nhà một mình, có hai chư tăng tầm tuổi 40 vào nhà, biết cả tên con và biết con làm trưởng đạo tràng, rồi đưa con lên cưỡi mây, đưa những lời đường mật, vận động con công đức tiền tạc tượng địa tạng ở Hà Tĩnh. Thầy nói học ở Sóc Sơn tên là Lợi, rồi bảo con vận động đạo tràng bắn tiền vào tài khoản của thầy. Nhưng con không đủ duyên với thầy ấy, con không tin, cho nên con không bắn. May mà chưa bắn. Con mà bắn vào đấy thì con mất ra không. Sau đó thầy ấy biết không được, đi ra đến cổng, vít ga chạy xe mất. Chạy xe chạy vù như gì ấy, kiểu chạy xe vọt ga chạy xe đi luôn. Vậy con làm như thế có sai không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Khổ câu này cũng phải hỏi là làm như thế có sai hay không? Tự chúng ta biết rồi mà, đúng không? Lừa đảo bây giờ nó nhiều lắm. Ví dụ người ta muốn lừa mình thì người ta vào, người ta hỏi thăm mọi người, hay là lên mạng, hay là lên gì người ta hỏi, người ta biết mình là trưởng đạo tràng, tên là gì thì quá đơn giản, đúng không? Hoặc là người ta hỏi tìm mọi cách lừa đảo, tìm mọi cách thì đơn giản đi đâu. Còn những người thực sự, các sư mà đang học ở Học viện Sóc Sơn, đấy là những vị sư thì được đào tạo, được giáo hội đào tạo bài bản, thì không bao giờ các sư dám đi lừa như thế. Thầy đảm bảo với chúng ta một câu như vậy. Vì sao? Vì đi lừa như thế không may họ bị gì? Bị các Phật tử họ phát hiện, nó là gửi cái đơn lên ban giám hiệu nhà trường, cái họ bị đuổi học ấy. Dạy gì mà họ vài cái đồng bạc mà đi lừa Phật tử như thế. Không bao giờ các vị sư chính thống đang học ở các trường đào tạo giáo dục của Phật giáo chính thống như thế lại đi lừa các Phật tử như vậy cả. Đây thầy đảm bảo với các Phật tử là gì? Là các Phật tử bị họ lừa rồi. Cho nên trường hợp như thế chúng ta không phải suy nghĩ gì là có tội hay không có tội, không cúng, không bắn tiền vào tài khoản các thầy như thế thì có lỗi hay không, không sao. Đó. Chúng ta cũng phải cẩn thận. Sau mấy năm Covid cho nên người ta lừa đảo kinh lắm. Nhớ nhá, lừa đảo kinh lắm đấy, nhiều lắm đấy. Họ tìm mọi cách nào lừa đảo, đặc biệt là gần Tết Nguyên đán thế này rồi. Các Phật tử chúng ta phải cẩn thận giữ cái tiền của chúng ta. Nếu mà tiền để trong tài khoản ấy, thì cũng để ít ít thôi, đừng có để nhiều.
Nếu có vài tỷ thì rút ra thì để lấy vài triệu hay vài chục triệu thôi. Đem mà gửi bằng cái sổ ấy. Thầy không thì nói thật đấy. Có vài tỷ thì đừng có để trong tài khoản lâu như thế là có khi bị lừa mất ấy. Bởi cái hacker bây giờ nó giỏi lắm. Nó chỉ cần gọi điện cho chúng ta hay nhắn tin cho chúng ta, bạn đã trúng thưởng một cái chương trình ABC gì đó, và nó hướng dẫn cho chúng ta là gì? Hãy làm theo cái thao tác như thế để được nhận thưởng một cái xe máy, thậm chí một cái ô tô. Nổi lòng tham lên cứ thế là vào là nhấn cho nó vài cái thôi, tự nhiên thế nó báo lại là gì? Tài khoản không còn đồng nào nữa. Đấy, cái này là để tiền trong tài khoản mà nhiều là cũng nguy hiểm. Cho nên thấy bất cứ một cái tin nhắn gì hay cuộc gọi điện gì đến, chúng ta đừng có gì thế lạ mà nghi đừng có bao giờ theo. Thậm chí họ bảo là nhân viên ngân hàng thay đổi lại mật mã, đọc lại số mật khẩu hay là số thẻ cái gì đó cho người ta thay đổi lại, đừng có nghe theo. Mà phải gì muốn ấy phải ra tận ngân hàng mà mình làm thẻ làm sổ đó thì mình hỏi đó. Hay là người ta bảo là công an vào để kiểm tra, bảo là thế này thế nọ thế kia, cũng đừng có nghe theo. Cuối năm này nó giả nhiều lắm, giả công an nó cũng giả, giả nhân viên ngân hàng nó cũng giả, đủ thứ luôn. Cho nên cái này là chính mấy anh em ở an ninh cũng nói với thầy, nay may thầy có câu hỏi này thầy nhớ lại. Mấy hôm trước mấy anh em an ninh ngồi ăn cơm với thầy, mấy anh em bảo là có dịp nào thầy cứ nói cho các Phật tử biết cái này, cái bây giờ là cái thời buổi này đấy, cái bọn nó lừa đảo trên công nghệ mạng xã hội mà. Trên công nghệ ấy, đặc biệt là có thẻ ngân hàng ấy, người ta lừa các cụ các Phật tử cứ nhẹ dạ cả tin, cứ bấm vào theo nó hướng dẫn là mất tiền rồi không ấy, được tí để quay lại không còn cái gì luôn. Cho nên nhớ cái đó. Cho nên cái trường hợp mà nó lừa đảo bây giờ gần Tết nhất đến nơi nó đủ các thứ. Đấy chùa nhà mình đấy, mấy sư ông sư cô bị nó lừa cho mấy lần mà vẫn không chừa. Một lần ngày xưa làm cái thất bên kia thì kể lại sư ông Tâm này, mình đã khó rồi, nó vào nó lừa là gì? Là ngày đó thầy đang đi học sư ông Tâm, ngày đó mới là sư chú thôi. Mấy anh em ở nhà nó vào nó lừa cho là thầy trụ trì, thầy Thịnh bảo là chúng con đến để đánh mối. Thế là cũng chẳng gọi chẳng hỏi gì cho thầy. Thế là bảo đây vâng các chú cứ đến đánh, nó đến nó làm qua loa một chút, nó xơi cho hết hơn 20 triệu. Thế là về hỏi thầy thì thầy có dặn ai đánh mối đâu, ai nhà chùa thầy phải đi đánh mối đúng không, thầy là thầy tu thầy đi đánh mối thì sát sinh à, cho nên tất cả các nhà thì có đánh mối nhà nào đâu, thôi cứ đổ bây giờ là cứ đổ người ta đổ lớp bê tông dày 20 phân, thế là mấy chú mối đến là gặm gặm vài cái rồi gãy hết răng, thế là thôi rút lui chứ mình không phạm một cái tội sát sinh. Thế mà nó vào nó lừa được cái đánh mối mất hơn 20 triệu. Về thì nghe nói mình cũng buồn mà cũng bực, nhưng mà chả biết làm thế nào. Thôi con dại cái mang, biết làm thế nào nữa. Thôi thì vay tiền mà trả lại các vãi, vì không có tiền cho nên đi vay các vãi để trả, cho nên bây giờ mình lại phải vay tiền để trả lại các vãi thôi. Đau, gọi là đau đến tận tim tận gan, nhưng mà vẫn phải gì, thôi quan dạy cái mang thì vẫn phải vay mà trả. Đấy, đấy là một lần. Mấy lần nữa cơ, những cái lần đau nhất này, nó bảo là có một cái đoàn phóng sinh ở ngoài sông Hồng. Thế nó vào nó mượn một cái máy quay phim, một cái máy chụp ảnh, có phải hơn 100 triệu đâu, ít đâu. Rồi một số cái đồ chuông mõ các thứ đồ nữa, nó bảo mượn ra đó để làm lễ. Vào cũng tin. Thế mới đau chứ đấy. Nó bảo là có một số các thầy đến làm lễ phóng sinh, nó đọc là thầy đấy, thầy A, thầy B đó, tin quán gì nữa. Các thầy đó làm lễ phóng sinh. Thế mà đúng thì xem trên mạng rồi cũng các thầy đó ngày hôm đó nó phóng sinh. Nhưng mà nó lừa đảo, nó đã chuẩn bị trước rồi. Nó biết được ngày hôm đó có các thầy đó làm lễ phóng sinh ở ngoài sông Hồng rồi. Nó đến nó bảo nhưng mà các thầy con bố thí cho con vào thì bạch thầy trụ trì với bạch các thầy cho thầy chúng con mượn một cái máy quay và một cái máy chụp ảnh. Và một số những cái đồ lễ như tán lọng rồi chuông mõ, tin sái cổ ra. Thế là đưa cho người ta. Người ta bảo ra làm xong còn 10 giờ xong, 10 giờ không thấy, 12 giờ không thấy,
chờ đến 4-5 giờ chiều thì mất hút con mẹ hàng lươn. Thế là lúc đấy mới cuống cuồng lên với nhau. Gọi điện thì số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, nó vào cả chùa nó lừa, mà lừa cá các sư trong chùa thì mới đau. Nhưng cũng may cho thầy, nhiều người đến lừa thầy rồi nhưng chưa ai lừa được. Hôm rồi nó đến nó lừa, gọi điện nó lừa. Nó lừa là Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội in một cái đầu sách và chuyển cho các chùa, và các chùa hỗ trợ. Cái đầu sách đó có hai quyển. Hai quyển sách đấy mà 8 triệu đồng. Mà trong khi đó, cái quyển sách đó in chỉ có 300 nghìn thôi. Giá ngoài thị trường có 300 nghìn mà nó bảo 8 triệu đồng hai quyển sách đấy. Mà mình nghe nó nói mình biết ngay là bọn này bọn lừa rồi. Nhưng mình vẫn cứ giả vờ là gì? Giả vờ như vâng, dạ. Rồi bác cứ cho chuyển đến cho nhà chùa. Phải lấy mấy bộ. Bà thầy có mấy ngôi chùa, thầy lấy mấy bộ hộ chúng con. Và vâng, bác cứ cho chuyển đến. Thế là chuyển đến thì gọi tắt điện xong thì gọi xác định bên đầu bên kia, gọi thẳng cho bác phó ban tôn giáo thành phố Hà Nội. Và có chúng tôi có in cái bộ sách ấy, nhưng in để tặng cho các chùa thì không bao giờ bán. Và thầy biết nhưng mà thầy vẫn gọi xác định cho các bác như thế. Mà họ xưng là Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội, làm ảnh hưởng đến uy tín các bác. Cho nên thầy hỏi là vậy thì theo ý kiến các bác nào có nên cho bắt không? Nếu cho bắt thì thầy phải nói với anh em an ninh ở xã này cho giữ lại, đem đến để cho giữ lại. Thế là cũng may thôi, mình nghĩ thì cũng thương cái chú nó shipper ấy. Nó thương nó cho nên nó có đến đâu. Nó trả cái tiền ship nó chuyển đến đây thì xong đến rồi mình gọi cho mình mới nói cho luôn. Chú là bên shipper hay là chú là người ở bên ban tôn giáo chuyển đến? Thì nó bảo không, chúng con ở bên bên shipper, theo bên vận chuyển hàng thuê đó. Đó. Thì bảo thôi, nếu mà vậy thì thôi chú cầm sách đi về trả cho bên kia đi. Không có là cho anh em an ninh nó tóm chú thì chú lại khổ ra lại. Ấy ra mạo danh như thế chú đi đưa những cái đồ như thế thôi. Thương chú thì thầy bảo cho mà biết như thế. Thôi đi về đi, trả lại cho nó đi. Nếu mà hôm nay mà cái đội kia nó lên, nó cho người mang lên ấy, thì chắc chắn là gì là tóm luôn rồi. Có mấy chú shipper thì nó biết cái gì đâu. Bắt nó khổ nó ra, là liên quan đến pháp luật lại khổ, thương cái nghề này. Người ta là nông dân đã khổ rồi. Mà dính dáng pháp luật thì khổ thôi, bảo thôi, tha cho nó. Đấy, đến mình đây mà nó còn lừa được. À, lừa nhưng mà không được. Mình đấy nó có muốn lừa. Nhưng khổ may mình thì thôi mình cũng tỉnh ở cái đó. Còn Phật tử chúng ta nhớ nha. Đó, cái chuyện bán vàng hương hay là đi kêu gọi công đức đến nhà, bảo này nọ, hay là kể cả bây giờ nó đến nó lừa bảo bán cái này ở hội này, hội nọ, hội kia, đưa chúng ta mấy cái bút và thu chúng ta mấy trăm nghìn đó. Đấy cũng là gì? Giả đấy, nó làm giả cái giấy tờ. Nếu thấy cái trường hợp đó cứ gọi gì? Công an xã hay là báo cho hội chữ thập đỏ của xã. Đến thì họ xác nhận xem có phải không. Vì bây giờ các cơ quan nhà nước họ không cho đi như thế nữa. Mà đứng lên để vận động các tổ chức, đến thẳng các tổ chức luôn. Đó. Nói như vậy thì chúng ta biết được. Còn các chùa thì chúng ta biết là các sư sẽ không đến từng gia đình Phật tử để làm như thế đâu, lừa như thế đâu nếu không quen biết. Đấy, chúng ta nhớ cái việc đó, không có lại bị lừa. Phật tử nó hỏi kính bạch thầy, từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con với ạ. Con là một Phật tử trẻ bị mắc căn bệnh rồi rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Con rất khó để làm đủ được hành vi và ý thức của mình do căn bệnh gây ra. Nhiều khi đang tụng kinh niệm Phật, con nghĩ đến một việc khác. Con phải bỏ cả tụng kinh để đi làm việc ấy. Nếu không, con sẽ rất ức chế. Đang niệm Phật, con cũng phải bỏ cả niệm Phật để chạy theo vọng tưởng của bản thân. Có đôi khi, con phải thực hiện những hành động rất vô nghĩa nhằm giải tỏa tâm lý bị ức chế. Căn bệnh này bị lâu năm sẽ là tiền đề dẫn đến hội chứng tâm thần
dạng ảo tưởng. Do tính chất công việc xã hội, con không muốn đi gặp bác sĩ tâm lý. Trong Phật Pháp, có cách nào để ổn định lại dạng tâm lý này của con không ạ? Con xin Thầy từ bi giáo hóa cho con được biết ạ. Con xin thành kính tri ân công đức của Thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Có, nhưng chúng ta có kiên trí bền lòng để thực tập hay không? Nếu bị như thế này, Phật tử cứ chịu khó dịch cân kinh. Tức là tập theo cái bài dịch cân kinh mà Thầy dạy các Phật tử đó mỗi ngày khoảng 3 lần. Mỗi lần khoảng độ tầm 30 phút dịch cân kinh. Và lễ Phật y học mỗi ngày khoảng 2 lần. Mỗi lần nó khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ lễ Phật y học. Thôi cái việc tụng kinh niệm Phật tạm thời dừng lại một thời gian khoảng 6 tháng hoặc 1 năm. Chuyên vào dịch cân kinh và lễ Phật y học thôi. Nhưng xem đi xem lại cho nó đúng cái bài dịch cân kinh Thầy dạy. Đặc biệt là cái lúc mà vận động để đưa máu lên não á, tức là cái giai đoạn sau của cái vảy tay dịch cân kinh đó, cái đưa máu lên não đó. Khi tập như thế mà thấy lưng mình nóng mà ran lên mà nóng mà ướt đẫm mồ hôi á, mồ hôi nó chảy ra dọc từ trên gáy sống lưng xuống á. Khi tại dịch cân kinh á, thì phải như thế thì mới tốt. Mùa lạnh này thì tất nhiên lạnh đến 5-7 độ thì tất nhiên để ra mồ hôi được thì cũng khó. Nhưng mà chúng ta phải cảm thấy người nó thoải mái. Cảm thấy người thoải mái. Và cái khi mà sau cái dịch cân kinh vẩy tay ra đến cái vận khí để đưa máu lên não đó, mà chúng ta thấy ấm ở não này, bình thường ra mùa hè thì mồ hôi chảy ròng ròng ở trán đó. Đấy là làm đúng, là tốt. Và ngồi tính tọa, sau khi dịch cân kinh xong như vậy thì tính tọa lại khoảng 15 phút. Ngồi tính tọa, tức là ngồi như thế Phật ngồi, ngồi thiền đó. Tính tọa có thể ngồi bán già được càng tốt không thì ngồi kiết già thì càng tốt, không thì ngồi bán già. Bán già tức là gì? Là một nửa chân này để lên chân kia, hoặc chân trái để lên chân phải để lên trái, vân vân. Đây là bán già, tức là một nửa. Còn kiết già hay còn gọi là toàn già, tức là chân trái chéo lên chân phải chéo lên chân trái. Như thế Đức Phật và Chư Tăng hay ngồi thiền đó, gọi là kiết già. Ngồi như thế thân thể ngay thẳng và quán niệm mà hơi thở nhẹ nhàng, vân vân. Thì dần dần thì nó cũng sẽ ổn định tâm lý trở lại. Còn lễ Phật y học, nó vừa là tiêu trừ nghiệp chướng, vừa là tăng trưởng được công đức, thiện căn, vân vân. Cho nên phương pháp lễ Phật y học được cho cả tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, được cho cả việc gì? Khiến cho toàn thể thân thể của mình nó được lưu thông máu huyết rất tốt. Các Phật tử chúng ta cũng nên học theo hai cái phương pháp này để ổn định sức khỏe. Sức khỏe vừa tốt, lại có công đức niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà nữa, càng tốt, gọi là tốt trong tốt. Tốt trong tốt. Nên thực hành cái phương pháp đó rất tốt vậy. Dịch cân kinh và lễ Phật y học. Hoặc là ai hay buồn ngủ thì thực hành cái pháp tu này thay cho tụng kinh một thời gian cũng rất là tốt. Nếu ngồi tụng kinh mà buồn ngủ thì chúng ta ra chúng ta dịch cân kinh hoặc chúng ta lễ Phật y học, đấy vẫn là tu. Hoặc chúng ta đi kinh hành, đấy vẫn là tu. Đấy, giải quyết được rất nhiều cái vấn đề, ví dụ là buồn ngủ hay là cải thiện sức khỏe hay là ổn định tâm lý, vân vân. Trường hợp Phật tử này hỏi thì khuyên như thế. Phật tử nó hỏi: con thưa Thầy, con là Phật tử ở tỉnh Hòa Bình, số điện thoại của con ... Con thưa Thầy, con có câu hỏi muốn hỏi Thầy. Con rất mong Thầy được Thầy giải đáp giúp con. Con xin tri ân công đức của Thầy. Con thưa Thầy, nếu như có Phật tử nào gặp hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, muốn đến chùa để được nương nhờ nhà chùa tu tập, chấp tác, làm công quả cho đến hết cuộc đời còn lại cùng với nhà chùa thì có được không ạ Thầy? Nếu được thì Phật tử có phải làm những thủ tục gì ạ? Con rất mong Thầy hoan hỷ giải đáp giúp con với ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử hỏi như vậy Thầy cũng trả lời luôn. Hôm qua Thầy nói rồi đúng không? Nếu các cụ, các Phật tử nào mà ở nhà mà sống với con mà nó không hoan hỷ, không vui vẻ, hoặc là gia đình sống hoan hỷ vui vẻ nhưng mà mình thấy là cuộc đời này nó ngắn ngủi lắm, năm nay 60, 70 hay 30, 40 rồi mà không muốn
ở cuộc sống ở tại gia, không muốn ở cái cuộc sống bon chen ngoài xã hội nữa, muốn một lòng một dạ để theo Phật, để tu tập, để mong được một đời đới nghiệp vãng sinh, giải thoát về cõi Tây Phương, về với Đức Phật A-di-đà vân vân, thì các vị có thể đều đến chùa để đăng ký tu tập ở trong chùa, không phải cần đóng góp bất cứ một cái gì cả. Nếu có nhà có cửa bán thì cũng để cho con cho cái, chia cho người thân thì cũng không bắt là phải mang đến chùa, mà thậm chí mang đến chùa thì không nhận, bình thường cúng bình thường còn nhận, mà còn bảo đến chùa rồi bán nhà bán cửa xong mang đến chùa cúng thì không nhận đâu. Nhận thì khó tu cho các vị ấy. Vì sao? Thì lúc nào trong lòng mình cũng nghĩ là mình cúng được thầy mấy trăm triệu mấy tỷ chẳng hạn, ôi rồi bắt đầu nó thì mọc sừng mọc vảy lên ở trong chùa chết. Tu càng lâu ngày càng thành gì? Thành cáo, mọc đuôi ra thì chết toi. Cho nên tốt nhất là đừng có mang cái gì đến chùa, mang mỗi cái thân, cái tâm thanh tịnh để cầu đạo thôi, nhất tâm để cầu đạo thôi. Tiền tài của cái vật chất chùa của thầy lúc nào cũng thiếu, nhưng những tiền đó thầy sẽ không nhận. Nhận thì giết chết các vị. Kinh nghiệm của thầy mấy lần rồi. Cho nên các vị đừng có nghĩ rằng đem đến chùa bán nhà bán cửa, đến chùa cúng thầy thì thầy cho ở tu. Trường hợp bán nhà bán cửa mà đến và cúng thầy thì thầy nhất định sẽ không nhận người, cũng không nhận tiền. Để như vậy là giết chết các quý vị. Các vị có thể bán để đem cúng chùa khác thì được, đến đây tu mà người không thì được. Hoặc là bán để chia cho con cháu hết đi, họ hàng hết đi là đến đây con người không thì được. Thế thì dễ tu hơn. Còn những trường hợp mà không có gì đến đây tu thầy là càng hoan hỉ. Những người như thế đến đây tu là càng dễ. Chỉ có một cách duy nhất đó là gì? Họ phải gì? Hòa đồng với mọi người, trọng Phật, kính Tăng, tu hành chân chính. Trải qua 3 tháng, 6 tháng, 1 năm gì đó thì thấy ổn, thấy ok, thì lúc đó sẽ cho làm một cái giấy gọi là bán thế xuất gia. Tới đây một số Phật tử mà ở mấy năm trong chùa rồi thì sang năm mới cho làm cái giấy bán thế xuất gia đi, để cho con cái sau này mình có trăm tuổi về già thì mình cũng không phải lo là nó đến nó bắt mình về. Thì có cái giấy bán thế xuất gia đó rồi thì thôi, sau khi mất đi là thầy các sư trong chùa làm cái nghi thức ở trong chùa nó theo nghi thức Phật giáo đi, thế là yên tâm luôn, không phải lo. Mấy trường hợp mà tu ở trong chùa rồi thì cũng không phải lo cái chuyện nhập tháp, yên tâm cái đấy thì gì, miễn phí khuyến mãi một suất vì công đức tu hành ở trong chùa một thời gian, cho nên cũng không phải lo là phải sau khi con mất thì hỏa thiêu xong thì để cho cốt con ở đâu, yên tâm sẽ có một suất ở trong tháp báo ân. Nhưng mà phải tu cho nó tốt, được tu tốt. Cũng phải đông mà đã bán thế xuất ra, thì xuất ra một nửa mà. Xuất ra một nửa. Tức là không cạo tóc thôi. Nhưng mọi hành động phải giống như người xuất ra. Dần dần tới đây sẽ gì? Sẽ phải đưa vào quy củ nề nếp dần cả những Phật tử đó nữa.